Kính chào quý vị và các bạn. Trong video đặc biệt này, tôi dành tặng cho Học viện Kiếm Tiền Online, Học viện YouTube Bá Đạo, Học viện Bất Động Sản và Học viện Happy Learn là những người mà tôi đã song hành trong suốt thời gian qua. Có những lúc tôi cũng muốn nói với các bạn rằng chính từ chúng ta đã nhân rộng, chúng ta đào tạo lên những con người làm YouTube, làm nghề MMO, thì chúng ta cũng hãy nên tuân thủ những cái quy định của pháp luật, mà đặc biệt cho đến thời điểm nay, luật an ninh mạng đã có cái nhìn, và bất cứ những cái động thái của chúng ta liên quan đến chính trị, liên quan đến tôn giáo và những cái vấn đề mà tí nữa tôi sẽ san sẻ sau đây thì các bạn nên tránh xa. Vì chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà cần lắm một cái sự quản lý nhà nước bằng cái công cụ pháp quyền. Trong cái video, các bạn thấy không, trong cái video gần như là 800 video, tôi là một luật sư. Tôi là một người có thể nói là có một cái kiến thức tương đối trong, có thể quan tâm tới chính trị, có thể nghiên cứu chính trị, nhưng tôi không nói về chính trị. Vì tôi là nữ, tôi chọn cái phân khúc giúp người, giúp đời. Các bạn sẽ thấy ở trong hàng loạt cái video của tôi gồm có luật, thuần luật và một góc nhỏ của những cái sinh hoạt gia đình. Thế là hết. Thế nhưng trong video của tôi đã trao đi giá trị rất nhiều cho những ông bà, anh chị em, những người đến tòa, chưa đến tòa, tranh chấp đất đai, khởi kiện. Và tôi nghĩ đó là một trong những cái thông điệp mà tất cả các học viện đều quan tâm. Cách đây vài ngày thì tôi có nhận được một cái người bạn thì đúng hơn. Em điện đến cho tôi, em bảo rằng là chị Thu ơi, em quay video và em bị kiện ở một tòa án. Chị Thu ơi, em phải làm như thế nào? Chị Thu ơi, em không còn tâm trí. Trong ròng rã, trong suốt thời gian gần một năm song hành với các anh chị và các bạn học từ thầy Dương Trung Hiếu, tôi hiểu được rằng công cụ marketing từ YouTube nó đem lại cho chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên nó buộc chúng ta phải tuân theo cái quy định của pháp luật. Và tôi nghĩ nếu trong trường hợp các bạn có những vấn đề liên quan đến cái lĩnh vực làm nghề thì tôi có thể đồng hành cùng các bạn. Tôi vẫn thường nói với trong group mà, tôi nói nếu cần liên quan tới pháp luật thì cứ alo, chỉ cần giới thiệu rằng là em là học chung với chị, có người quen học chung với chị Thu ở trong học viện Toppy Learn, em là học chung với bạn A ở trong học viện YouTube Bá Đạo, thì tôi sẽ giúp. Câu chuyện kể về một người em. Các bạn biết rồi, có những cái trend thì em cũng bắt chước mọi người quay những cái đoạn video. Và video đó thì nó lại sẽ không có cách nhìn thiện cảm. Khi em đi quay thì cái người mà bị người họ khởi kiện đến tòa đó, họ có một cái thái độ gọi là giận dữ, chửi bới, xúc phạm. Và hình ảnh của họ thì không được đẹp các bạn nha, không được đẹp đối với một cái việc phổ thông. Và video của em đã được tung lên mạng.
Nếu chúng ta là những người bắt đầu khởi nghiệp, chúng ta là những người start up quay video, mà nếu như trong trường hợp chúng ta gặp trường hợp này, chắc chắn chúng ta phải có một, phải đi tìm một quân sư trong lĩnh vực này. Tôi cũng có hứa là tôi sẽ giúp em đến tòa với vai trò luật sư để nhìn nhận cái quan hệ pháp luật như thế nào. Và các bạn biết không, trong cái việc mà cái nguyên đơn kiện cái em YouTube này về việc em sử dụng cái hình ảnh của nguyên đơn để làm một cái việc gì đó, thật ra thì trong cái việc mà các bạn cũng phải nên hiểu được rằng là trong cái vấn đề về kiện dân sự, thì đối với trong trường hợp kiện quyền sở hữu về cá nhân, về hình ảnh, thì nó có hai vấn đề về bồi thường. Vấn đề thứ nhất là nguyên đơn kiện có thể buộc gỡ hình ảnh, gỡ xuống, xóa hình ảnh đó, và buộc bồi thường về danh dự nhân phẩm. Mà cái phần danh dự nhân phẩm này thì nó có hai cái giai đoạn. Danh dự nhân phẩm ở đây ta buộc mình phải cải chính trên cái kênh YouTube mình á. Trước đây tôi có đăng cái tin của chị A này về cái việc như vậy đó, hôm nay tôi sẽ cải chính. Khó lắm, khó có thể thực hiện được lắm. Xin lỗi tại tòa, xin lỗi ở phương tiện truyền thông, hoặc nặng hơn nữa là bồi thường số tiền. Tôi nhớ trong cái quá trình mà cách đây vài năm rồi, tôi có được nghe, vì luật sư mà, được nghe một cái nội dung tương tự đó như vậy đó bạn. Một chị đi kiện, chị bảo rằng là một bài báo đã đưa cái hình ảnh không trung thực về chị, và chị khởi kiện với cái mức bồi thường là 300 triệu. Với hai yêu cầu, gỡ hết toàn bộ thông tin báo chí, buộc cải chính xin lỗi. Thứ hai là buộc số tiền, buộc phải bồi thường cho cái việc chị suy nghĩ nè, cho cái việc chị chi phí đi lại nè, cho những cái việc mà chị mất công ăn việc làm, thu nhập bị mất, cho quá trình, cho lao tâm khổ trí, cho cái việc mà đi kiện. Và cuối cùng thì tòa án chấp nhận với một cái phán quyết là 70 triệu đồng. Các bạn nhớ nha, chúng ta là những người làm nghề YouTube, chúng ta phải thật thận trọng. Thực sự ra trong cái quá trình mà đi xem những cái video của các bạn là học viên của Học viện Kiếm Tiền YouTube, Học viện Kiếm Tiền Bá Đạo, Học viện Kiếm Tiền Top E-Learn, Học viện Kiếm Tiền Online, tôi thấy có một số bạn thì quay vào những cái chỗ nhạy cảm, có thể ở phía dưới thôi, có thể ở phía trên. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp xuất hiện cái mặt của người đó thì người đó có quyền kiện, mà lúc đó thì mệt mỏi lắm. Thôi thì thông qua cái video, nó cũng chỉ mang tính chất tôi là một luật sư, tôi giúp các bạn để các bạn tránh những cái điều nào không thấy không có lợi. Vấn đề thứ hai là qua video này tôi muốn nói cho quý vị và các bạn, nếu chúng ta có một cái điều gì đó muốn phá cách thì chúng ta hãy cứ alo chị Thu ơi, trong trường hợp này có vi phạm pháp luật hay không. Để kết cái video này thì tôi kể cho các bạn nha, chúng ta sẽ nói vào các bạn thôi. Tôi có một người khách, họ nhắn vào video, họ nói rằng là chị, em làm video, em muốn mua một cái sổ đỏ giả để em đối chiếu. Thưa với bạn dân thiên hạ, đây là sổ đỏ thật, cách phân biệt sổ đỏ thật ABCD gì đó,
và em sẽ mua một cái sổ đỏ giả. Nguy hiểm lắm. Tôi trả lời với em rằng không, không nên. Vì mình chỉ cần mà mình vừa mới mua, không cần biết anh sử dụng mua sổ đỏ làm mục đích gì. Chỉ cần mà công an phát hiện ra cái hành vi làm giả chứng từ thì chúng ta bị vi phạm pháp luật. Hy vọng rằng cho đến thời điểm nay, Học viện Kiếm Tiền Online, Học viện YouTube Bá Đạo, Học viện Top E-Learn và Học viện Bất Động Sản sẽ là những người phát triển, và chúng ta sẽ phát triển tuân theo những cái quy định của pháp luật. Tôi chúc bốn học viện của chúng ta ngày càng phát triển. Chúc tất cả các thành viên trong bốn học viện sẽ ngày càng phát triển cả cái thương hiệu lẫn tài chính, để chúng ta có thể gặp nhau trong một cái buổi trà dư tửu hậu, rằng là chị Thu cũng là một người bạn, cũng một thành viên trong một cái học viên của thầy Dương Trung Hiếu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, có một cái mảng nhỏ về những người bạn của tôi, là những người bạn làm YouTube. Cảm ơn quý vị và các bạn.